Tối nay, ở ngoài các địa điểm công cộng là lễ hội pháo hoa, cả chương trình văn nghệ đón chào năm mới. Còn ở mỗi nhà, nghi lễ cúng giao thừa hay còn gọi là lễ trừ tịch chính là nét văn hóa đặc trưng nhất trong ngày 30 Tết. Theo quan niệm dân gian, trời đất có thủy khởi thì phải có tận cùng. Một năm đã bắt đầu, ắt phải có kết thúc. Bắt đầu từ lúc giao thừa và cũng là hết vào lúc giao thừa. Sẽ là thiếu sót nếu một cái Tết truyền thống lại không nhắc đến những giá trị truyền thống hết sức thiêng liêng này. Và trong những thời khắc cuối cùng của năm Kỷ Hợi, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Đình Hằng, phân viện trưởng phân viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng, lúc này đây thì chúng ta đang sống trong những cái thời khắc cuối cùng của năm cũ và có lẽ là rất nhiều gia đình đang tất bật cho cái mâm cúng cuối năm. Vậy thì thưa ông, bữa ăn đêm 30 đối với người Việt nói chung và người Huế nói riêng nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong một cái cõi nhân sinh và cái quan niệm nhân sinh của mỗi cộng đồng thì người ta có một cái lịch thời gian và từng tháng và đỉnh cao là qua từng mùa và từng năm thì cái ngày cuối năm được gọi là đêm trừ tịch, có nghĩa là cái sự thay đổi trong cái đêm. Và chính cái đêm 30 đó là cái đêm mà nó khép lại một năm cũ và nó mở ra một năm mới. Cho nên cái thời điểm mà chúng ta gọi là đêm 30 là nó rất là thiêng liêng và ý nghĩa cả trên phương diện thiên văn lẫn trong đời sống nghi lễ, đặc biệt trong cái bối cảnh cái Tết Nguyên Đán của người Việt chúng ta. Vâng, như anh đã chia sẻ và cũng giống như là quan niệm của chúng ta bao lâu nay thì đêm 30 Tết là đêm rất mà quan trọng để và cả gia đình cùng quây quần lại với nhau để cùng chia sẻ những gì diễn ra suốt 12 tháng dài. Thế nhưng có một thực tế hiện nay là rất là nhiều bạn trẻ lựa chọn những cái không gian cộng đồng, những cái khu vực công cộng để mà đón cái thời khắc giao thừa này. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về câu chuyện này ạ? Xã hội nó biến động và mọi sự biến đổi là có tính tất yếu. Cái điều chúng ta cần nhấn mạnh là liệu sự thay đổi đó nó có hợp lý hay không? Và cái sự hợp lý đó phải được trả giá qua thời gian. Khi chủ thể văn hóa, khi những cái lớp trẻ hay là người già đều có thể ứng xử riêng trước một sự vật hiện tượng. Ví dụ đời sống lễ nghi là cái nơi mà người lớn tuổi họ dành hết tâm sức. Vì sao? Vì đó là nỗi niềm, đó là lẽ sống của người ta. Nhưng với lớp trẻ thì họ có những cái suy nghĩ mới, bởi họ phải dành nhiều thời gian cho học tập, vui chơi và những cái mối quan hệ khác ngoài xã hội. Tuy nhiên, cái khi mà chúng ta đã hiểu được cái tinh thần căn bản của cái Tết Huế thì tôi nghĩ rằng mọi lứa tuổi đều phải sâu chuỗi trong cái trục đó. Và chúng ta phải nói, phải giải thích cho lớp trẻ hiểu được rằng cái tình thiêng, cái ý nghĩa hiếm hoi trong những ngày Tết mà những thành viên trong gia đình buộc phải tụ hội trong gia đình như vậy. Và nếu lớp trẻ muốn hòa mình vào những cái hoạt động cộng đồng vui chơi ở bên ngoài thì với tư cách là một người làm văn hóa, chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là một điều có thể chấp nhận được. Nhưng phải giới hạn cho người ta biết được rằng cái khoảng thời gian thiêng là khoảng thời gian đặc biệt là bữa cơm cuối năm. Lúc trời bắt đầu tối thì đó là một cái bữa cơm cuối cùng trong năm, thì cái tình thiêng đó phải được ưu tiên và mọi thành viên trong gia đình phải ngồi cùng ăn cơm với nhau. Từ đó cho tới lúc 11 giờ đêm có thể cho phép họ được ra chơi ở bên ngoài để hòa vào trong cái không khí của cộng đồng. Nhưng thời khắc 11 giờ đã bước vào giờ tí của ngày hôm sau, có nghĩa là chính thức là giai đoạn trừ tịch, có nghĩa là cái đêm chuyển giao từ ngày này qua ngày kia, mà cái ngày đó là cái ngày đặc biệt, nó không chỉ là của một ngày chuyển qua một ngày mà là từ một năm này chuyển qua một năm mới, thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải tụ hội lại trong một không gian như vậy và cái thiêng nó vẫn tiếp tục được duy trì. Là một nhà nghiên cứu văn hóa và cũng là một người rất là gắn bó với Huế, vậy thì trong những cái thời khắc này anh có những cái mong muốn gì để mà giữ gìn cái nét truyền thống cho Huế cũng như là nét truyền thống trong những ngày Tết ạ? Khi mà xã hội đã có nhiều biến động không ngừng và có nhiều tác động từ bên ngoài thì quả thật chúng ta cũng không nên quá cực đoan. Cái cực đoan này nó đi từ hai phía. Một là những chúng ta quá cổ suý cho những cái chuyện xưa cũ, và ngược lại một trường phái là quá có nhẹ chuyện truyền thống để đẩy mạnh, để tán dương những cái yếu tố mới. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã cực đoan như vậy thì chúng ta đều thiếu thiện chí. Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Cả hai phía, lớp trẻ cũng như người già phải chia sẻ thông tin và có đủ thiện chí để thấy được những cái giá trị đích thực
đặc biệt là những cái giá trị thiêng liêng mà tiền nhân người ta đã gói ghém vào. Khi một đồ vật đã biến thành một cổ vật, thì một kỷ vật thì nó đã lưu dấu ở đó bao nhiêu ký ức, kỷ niệm của người thân, thì con người ta buộc phải nâng niu. Và chúng ta đừng có biến đó thành một đồ vật, mà chúng ta phải nên coi đó là một kỷ vật. Và những cái bữa ăn bình thường như đêm 30, những cái không gian cúng giao thừa đêm trừ tịch, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng đó là một đêm bình thường để chúng ta có thể vui chơi ở bên ngoài, mà chúng ta nên dành cái thời khắc thiêng liêng hiếm hoi đó cho người thân của mình, khi người thân của mình là những người chúng ta dành những cái điều quý giá nhất cho nhau, thì cuộc đời nó trở nên ý nghĩa hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng. Và trong đêm hôm nay thì chúng tôi cũng xin được kính chúc nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng cũng như tất cả quý vị khán giả có một năm mới thật nhiều hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.